Chúng ta cần cân nhắc đường cong được cho bởi phương trình. Ở trong phương trình này, có thể thấy là đạo hàm của Y liên hệ với X. Bằng với biểu thức này, bạn có thể tìm ra nó với vài đạo hàm hàm ẩn và giải tìm đạo hàm của Y liên hệ với X. Chúng ta đã làm điều đó trong các video khác với phương trình của đường nằm ngang là tiếp tuyến của đường cong và nằm trên trục X. Dừng video lại và xem nếu bạn có thể tự giải ra. Hãy chắc chắn là chúng ta hình dung đúng. Để mình vẽ một đồ thị nhanh ở đây Nếu đây là trục Y của mình, đây là trục X Mình không biết chính xác đường cong trông như thế nào Nhưng tưởng tượng bạn có một đường cong trông như thế này Và sẽ có hai tiếp tuyến Nằm ngang dựa vào cách mình vẽ nó Một cái có thể trông như thế này Nó có thể trông thế này Một cái khác có thể ngay đây họ muốn một phương trình của đường nằm ngang chính là tiếp tuyến của đường cong và trên trục x vậy chúng ta biết được gì điều gì sẽ đúng nếu tiếp tuyến nằm ngang nó cho chúng ta biết rằng tại điểm này dy phần dx bằng 0 thật ra nó sẽ đúng tại hai điểm này vậy chúng ta biết dy phần dx là gì chúng ta biết đạo hàm của y liên hệ với x bằng với âm 2 nhân x cộng 3 phần 4 y mũ 3 đối với bất kỳ x và y. Vậy khi nào điều này bằng 0? Nó sẽ bằng 0 khi tử số bằng 0 và mẫu số thì không như thế. Vậy thì khi nào tử số bằng 0? Khi x bằng âm 3. Vậy khi nào x bằng âm 3? Đào hàm bằng 0. Vậy thì giá trị y tương ứng là gì? khi x bằng âm A Và khi chúng ta biết rằng phương trình này sẽ chỉ là y bằng với gì đó sẽ là giá trị y đó để tìm ra nó, chúng ta lấy x bằng âm 3 thay vào phương trình ban đầu và giả ra y hãy làm nó Vậy đó sẽ là âm 3 mũ 2 cộng y mũ 4 cộng 6 nhân âm 3 trừ 7 Đây là 9, đây là 18 Vậy chúng ta sẽ có y mũ 4 trừ 9 bằng 7 hoặc cộng 9 và 2 vế. Chúng ta sẽ có y mũ 4 bằng 16. Và điều đó cho chúng ta biết y sẽ bằng cộng hoặc âm 2. Vậy sẽ có hai đường nằm ngang. Một đường y bằng 2, đường còn lại là y bằng âm 2. Nhưng họ muốn chúng ta... Phương trình của đường nằm ngang là tiếp tuyến của đường cong và trên trục x Vậy chỉ có đường này là nằm trên trục x Vậy chúng ta xong Đó sẽ là y bằng 2